Lộc Phu Hô bất ngờ công khai số tiền kiếm được từ YouTube khiến nhiều người ngỡ ngàng. YouTube Lộc Phu Hô đã công khai số tiền kiếm được trên nền tảng YouTube trong tháng 1 năm 2023 khiến nhiều người bất ngờ. Mới đây, Lộc Phu Hô đã công khai số tiền của anh kiếm được trên nền tảng YouTube. Anh cho rằng, trước đây cũng đã từng công khai số tiền kiếm được từ YouTube nhưng nhiều người không tin. Cho rằng Lộc Phu Hô nói láo. Nhưng kênh của mình ở đó thì láo sao được, có số tiền họ kê khai ra. Hôm nay mình lãnh số tiền YouTube được mười mấy triệu. Do bữa nay mình quay ít nên số tiền mình lĩnh không được nhiều, từ nay mình sẽ cố gắng quay nhiều hơn, nam YouTube nói. Theo đó, Lộc Phu Hô đã công khai một bản thống kê với số tiền 652 đô la Mỹ trong tháng 1 năm 2023. Bản thống kê cũng hiển thị số tiền trên là tăng 8% so với tháng 12 năm 2022. Lộc Phu Hô cho rằng, dù cho khán giả có xem nhiều hay ít, số tiền nhận được bao nhiêu thì cũng gửi lời cảm ơn đến mọi người. Nhờ có mọi người xem thì Lộc mới có số tiền từ khi làm YouTube đến giờ. Nhiều bạn cũng nói là nhờ YouTube thì Lộc mới thay đổi được cuộc sống. Cuộc sống mới khá hơn thì là đúng như vậy luôn, Lộc Phu Hô chia sẻ. Anh chàng cũng trả lương các nhân viên trong công ty với mức lương như đã thỏa thuận trước đó. Trong đó cô gái tên Chi thường xuyên xuất hiện trong các clip của Lộc Phu Hô được trả mức lương 7 triệu đồng một tháng. Lộc Phu Hô cũng thông báo vẫn thiếu một người kỹ thuật và ai muốn ứng tuyển thì liên hệ. Trước đó, Lộc Phu Hô đã mở công ty riêng về lĩnh vực xây dựng. Anh chàng thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động của công ty. Mới đây, nam YouTube cũng khoe đã xây dựng xong nhà kho để đồ với kinh phí hơn 300 triệu đồng. Chiếc kho sẽ được Lộc Phu Hô dùng để chứa các dụng cụ xây dựng công trình của công ty. Nam YouTube cũng chia sẻ sẽ cần đầu tư thêm nhiều vật dụng khác cho công ty của mình trong thời gian tới và tốn thêm kinh phí.